Ba cái dấu hiệu cảnh báo nguy cơ bị đột tử khi mà chúng ta chạy bộ, bạn hoàn toàn có thể tự cứu lấy mình nếu chúng ta kịp thời dừng lại khi mà thấy ba cái dấu hiệu cảnh báo đột tử và xảy ra, chúng ta cũng cần nên lưu ý. Nó sẽ thường liên quan đến việc mất nước này, mất cân bằng điện giải, hay là rối loạn tim mạch, mạch máu não, hay là suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Và chúng ta cũng lưu ý vấn đề này nhé. Đầu tiên đó chính là cái dấu hiệu mất nước hay là khát nước cực độ, thường khát khô đến mức phải thè lưỡi ra để dính vào môi và cổ họng đến mức nóng này và cảm thấy hơi thở nó rát. Và thứ hai đó chính là đầu của bạn bắt đầu cảm thấy nặng nề này, còn chúng ta cảm thấy lảo đảo không còn tỉnh táo, bạn có thể cảm thấy choáng váng, cảm thấy gì thấy phấn chấn quá độ khi mà chạy, hay là thậm chí là chúng ta cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, quay cuồng, thì chúng ta cũng cần nên lưu ý. Thứ ba là chúng ta cảm thấy lồng ngực tim đập phình phịch khi mà đang chạy bộ, nhịp tim sẽ tăng nhưng cần dừng lại ngay nếu bạn cảm thấy nhịp tim đập quá nhanh, mất kiểm soát. Nhịp tim như vậy nó cảm nhận đó là cái rõ ràng là tim của chúng ta đang gì, như cảm giác tim nó đang muốn thoát khỏi lồng ngực, nó rất là bất thường, có thể kèm theo đau tức ngực này, kèm khó thở. Nhưng cả nhà chúng ta cần phải lưu ý giúp bác sĩ những cái vấn đề này.